Động thái của Trấn Thành khi bà Hằng bị tạm giam lần 3 sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương kết luận giám định vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, những bị can gồm ông Huỳnh Minh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Huỳnh Trấn Thành, ông Bùi Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm sau khi bị bà Hằng phao tin thất thiệt về số tiền khủng được kêu gọi. Trấn Thành từng phải tung bản sao kê 1.000 trang để chứng minh việc từ thiện của mình là trong sạch. Anh không quên gửi gắm đến bà Nguyễn Phương Hằng một thách thức 50 tỷ trong livestream trước đó. Trấn Thành chỉ mong bà dừng lại, giờ ngân hàng họ xác nhận luôn rồi, mình cũng mong mọi chuyện dừng ở đây. Trấn Thành tâm sự, anh sắp ra mắt phim điện ảnh mới nên chỉ cầu xin tổ nghiệp độ cho tác phẩm của anh được nhiều khán giả đón xem, công việc luôn gặp thuận lợi. Thế nhưng chuyện tình cảm của danh hài Trấn Thành thì sao? Gần đây, do thông tin Trấn Thành và Harry Won ly hôn sau 6 năm bên nhau, Trấn Thành, Harry Won là cặp vợ chồng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, không chỉ bởi trai tài gái sắc mà cặp vợ chồng còn nổi tiếng bởi câu chuyện tình yêu. Thế nhưng mới đây, khi diễn show ở Đà Lạt, Harry Won bị dân mạng phát hiện không còn đeo nhẫn cưới, khi nhìn rõ vào bàn tay trái lẫn tay phải, ngón áp út của nữ ca sĩ hoàn toàn trống trơn mà chỉ có sự xuất hiện của một chiếc nhẫn kim cương khá to ở ngón trỏ. Hiện tại, người trong cuộc chưa lên tiếng về tin đồn ly hôn này, còn ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất các bạn nhé! Quý vị đừng quên đăng ký kênh để cùng theo dõi những video tiếp theo.